Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay anh em mới về từ một chiếc đài cassette với mã model là Saab GF909 dạ. Đến hàng eBay từ Nhật về. Cái thùng số của máy đây dạ. Máy thì về còn rất là đẹp dạ. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng góc cạnh của máy dạ. Đây phần loa dạ. Phần sáng xanh 7 màu hết luôn dạ. Đây phần phim cơ của máy. Và phần cửa băng này dạ, rất là đẹp. Đây tổ hợp phím này nhỉ, còn rất là mới. Còn cái căng này nhỉ, cái văn chữ còn cái căng này còn rất là mới nhỉ. Tổng thể cho cái máy đẹp xuất sắc hết nhỉ. Máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng như hai cửa băng cassette A và B nhỉ. Radio của máy từ là full 108 bắt được tất cả các đài từ Việt Nam. Đồng hồ vu rất là đẹp nhỉ. Đây nút toning để mình dò đài ở đây nhỉ. Đây volume tổng của máy, chọn chế độ AM và FM. Đây là chỗ chế độ này là nút low led nhỉ, là low led. Đây nút phần này phần thu nhỉ. Các chế độ chọn như là tab, radio và line in, chúng ta hát chế độ này chúng ta để chế độ đó thôi nhỉ. Đây là chỉnh ba lăng chép bass nhỉ. Đặc biệt là dòng này có chỉnh được sub ở đây nhỉ. Chỉnh sub hai cửa. Còn rất đẹp và liền là rất đáng để sở hữu dạ. Vâng, em sẽ đi vào phần là test chức năng của máy. Đây em mở nguồn đây dạ, đây nút nguồn của máy. Máy nội điện Nhật về, sử dụng là nguồn điện IC là 100V dạ. Nguồn của máy đây. Em chọn chế độ băng ở đây dạ. Đây. Đó, chế độ này là chế độ radio. Chế độ băng ở đây dạ. Em chọn chế độ băng và em bấm play. Cửa bên đây tốt rồi dạ, em tiếp tục em test ở cửa bên đây, em bấm play dạ. Tôi biết em đây với tất cả chân thành.
Vâng, hai cái băng cassette A và B hoạt động tốt rồi dạ. Tiếp theo em sẽ test cái phần radio của máy. Radio này trên đây, radio. Cơ quan công an xác định hai đối tượng còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền hơn 110 tỷ đồng. Số tiền này ngoài mục đích sử dụng cá nhân radio thì Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đã chuyển cho một số người khác để cho vay lấy lãi suất cao. Thiếu tá Hoàng Trung Thành, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Bình cho biết, để huy động được số tiền lớn như vậy, các đối tượng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Thì cái đối tượng ở đây mà nó tác động vào là những cái đối tượng, thứ nhất là những cái con người trong cái quá trình quan hệ ngoài xã hội là nắm được là những người đang có tiền, mình hay gọi là tin nhắn rủi đó. Và đồng thời cái đối tượng tác động tiếp theo ở đây là những cái người mà đáng cần có để cái nguồn tiền để đảo các cái món vay ở tại ngân hàng, thì nó phải đưa ra một số cái thông tin, ví dụ như là sẽ có cái lãi suất nó cao, cực kỳ cao cho những cái người đưa tiền. Và trong cái thời gian ngắn sẽ thu được cái tiền lợi nhuận thu được cao, chỉ đối tượng bị tác động nó người ta mới tin tưởng mới đưa tiền, chủ yếu là tác động chính về cái mặt kinh tế thôi. Hầu hết nạn nhân trong đường dây lừa đảo huy động vốn chưa thu hồi được vốn. Chị Nguyễn Thị N sống ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là bạn của đối tượng Hoàng Thị Ngọc Thúy, vì tin tưởng và đưa cho đối tượng này khoảng 7 tỷ đồng với mong muốn có được lãi suất như hai bên đã cam kết. Đến khi mọi việc vỡ lở, chị N mới biết cái giá in đậm. Sống là tốt nha. Như vậy đã có những lộ trình gặp khó khăn rất là nhiều, mà các bác tài chúng ta cũng phải hết sức lưu ý trước tay lái của mình để có thể di chuyển qua được những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Các bác tài quý vị thính giả đừng quên là chúng ta có thêm một số những thông tin đáng chú ý. Rồi em test phần AM ở đây. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng này dạ. Quý vị là có nhu cầu sở hữu lạc em có số điện thoại 0938 303 454 đạt gò vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.